Đứng lên, tránh ra cho ta. Cút đi. Tiền bảo kê tháng trước đã nộp chưa hả? Các vị đại gia, hiện tại tôi không có tiền. Không có tiền. Đem đi. Rõ. Vải của tôi, không được lấy, không được lấy. Cút đi. Không muốn chết thì cút cho ta. Ngươi chính là Lâm Hổ. Nghe nói bản lĩnh của ngươi rất lớn, nhưng ta không tin. Xông lên cho ta. Đợi đã. Chủ nhân ta có lệnh mời. Ta biết chứ. Không thì các ngươi đã chết từ lâu rồi. Tên vô dụng nhà ngươi, cút ngay cho ta. Tiểu nhân cáo lui. Ngươi không có mắt sao? Không ai dám ăn nói với ta như vậy. Ngươi còn dám nghênh mặt à? Ngươi là ai? Không hổ danh là Lâm Hổ. Ta nói thẳng vào vấn đề. Mời các hạ đến, làm muốn bàn chuyện làm ăn với các hạ. Không giết người lương thiện, phụ nữ, trẻ em. Không phải những thứ này, mà là người quản sổ sách của phủ ta. Giết một tên quản sổ sách, ba người bọn họ là đủ rồi. Không, ta muốn các hạ giết hắn. Ta từng nghe nói qua câu này. Trong khi các hạ thương lượng giá cả với Lâm Hổ, thì người các hạ muốn giết đã chết rồi. 3.000 lượng. Đồng ý. Bằng vàng. Đèn lồng đây. Bán đèn lồng đây. Cô nương à, xem thử vải hoa để may y phục mới đi. Cô xem này, đẹp như vậy. Đẹp thật đấy. Chào buổi sáng Châu lão gia. Má lão gia. Ở đây không có người ngoài đâu. Chào buổi sáng má lão gia. Má lão gia đi thong thả nhớ. Người ta nói trạm dịch thập tam ở Vân Lĩnh là non xanh nước biếc, núi non trùng điệp, phong cảnh hữu tình vô cùng đắm say lòng người. Những năm trước, nơi đây từng là trạm dịch quan sai thường qua lại, sau này nó được thay thế nên nó đã bị bỏ hoang. Có một cô nương nào đó đã mua lại nơi này với một số tiền lớn, rồi mở một quán rượu, khách điếm, còn náo nhiệt hơn cả cái huyện nhỏ này. Người là ai? Ta muốn đến trạm dịch thập tam ở Vân Lĩnh. Các vị có muốn hỏi gì không? Nơi khỉ ho có gái này, ai mà đến chứ, phải không? Bình thường Châu Nhị thích đi đến đâu? Xin khách quan buông ra, tiểu nữ là người của Thanh Lâu. Lão gia ta thích người như nàng. Ta ghét nhất là nam nhân ức hiếp phụ nữ. Đại gia đừng đi. Công tử xin dừng bước. Châu lão gia nói, có thể ông ta sẽ đến một nơi, tên nơi đó có chữ Thập Tam. Ngài đừng nói thế, đây thật sự không phải nơi của người bình thường. Phạm nhân chóc nã, giang hồ trộm cướp, ẩn sĩ cao nhân, tập trung ở đây nhiều vô kể. Để xem lộ phí của ngươi có đủ hay không. Ngươi...
nơi ngươi muốn đến. Đi thẳng rồi băng qua khu rừng này là tới. Mời. Huynh càng ngày càng thích nơi này. Tại sao? Bởi vì có muội. Mau dậy thôi. Lát nữa muội chuẩn bị bữa sáng cho huynh. Muội nữ nhi một thân một mình lại còn trẻ như vậy, sao trở thành bà chủ của trạm dịch thập tam ở Vân Lĩnh rồi? Câu hỏi này huynh đã hỏi muội nhiều rồi. Huynh là muốn tìm hiểu xem nữ nhân bên cạnh huynh rốt cuộc là người thế nào. Người đến Vân Lĩnh chẳng phải ai cũng có bí mật sao? Phải. Ồ, ngon lắm. Dùng bữa sáng xong, chúng ta đi dạo nhé. Huynh còn phải đến quán trà. Vậy muội tự đi. Hiện giờ bệnh của các hạ thường xuyên tái phát. Lão đây cũng đành bất lực. Không cần uống thuốc, vô dụng thôi. Nếu có thể, nên nghỉ ngơi nhiều hơn. Tìm một nơi non xanh nước biếc, phong cảnh hữu tình. Thanh Hà. Đợi đã. Chắc chắn các hạ hiểu lầm rồi. Ta và Thanh Hà không có gì cả. Bối Lạc Gia bảo nhờ ta hỏi thăm ngươi. Đợi đã. Ta không biết Bối Lạc Gia gì cả. Ngươi là Châu Nhị phải không? Chắc chắn các hạ nhầm lẫn rồi. Ta không phải là Châu Nhị. Ta họ Mã. Ngươi là Châu Nhị, Châu Bác Hiên. Thật tiếc cho ngươi, đã cứu một người ngươi không nên cứu. Khoan đã. Ta là ân nhân cứu mạng của các hạ. Các hạ không thể đối xử với ta như vậy. Là ngươi mang chiếc hộp về à? Tất nhiên. Ngươi có mở ra không? Không mở. Nghe đây. Ta cho ngươi thời gian 2 ngày. Một ngày là vì ngươi đã cứu mạng ta. Ngày còn lại là vì ngươi đã mang chiếc hộp của ta về. Là có ý gì? 2 ngày gì chứ? Ngươi không giết ta à? Trong thời gian 2 ngày, ta sẽ giết ngươi. Sau 2 ngày, số mệnh ngươi như đã an bài. Các hạ nói cái gì? Cảm ơn ư? Đây là giao kèo. Ta có thể bỏ chạy. Ta có thể tìm được ngươi lần này thì lần sau cũng sẽ tìm được ngươi. Bỏ chạy, có lẽ sống được thêm mấy ngày. Các hạ là người Bối Lạc Gia phải đến giết ta. Ta không nói nhiều với ngươi nữa. Ngươi đang lãng phí mạng của mình đấy.
Cho ta một phòng thượng hạng. Đây là Vân Lĩnh, không phải ai muốn ở thì ở được đâu. Hơn nữa, chỗ chúng tôi đây, thân phận thế nào thì ở phòng như thế đó. Đây là quy tắc. Quy tắc. Nếu nói về quy tắc thì ngươi chết từ lâu rồi. Dọa ta à? Ở Vân Lĩnh này, tốt nhất là đừng nói mấy câu như vậy. Người như huynh ta gặp rất nhiều rồi. Chiếc hộp này của huynh chứa thứ gì vậy? Có thông qua kiểm tra chưa? Có chứa kho báu gì không? Không bị điên à? Huynh muốn ở phòng nào, ở bao lâu? Phòng thượng hạng. Mời lên lầu. Hắn lợi hại lắm. Chỉ cho huynh 2 ngày. Sau 2 ngày, hắn nhất định sẽ giết huynh. Thanh Hà, không phải huynh trách muội, nhưng sao muội lại cứu hắn? Lúc đó hắn nằm hôn mê bất tỉnh trong rừng. Đặt huynh ấy ở đó đi. Nếu muội không cứu hắn thì muội với sát thủ máu lạnh có gì khác nhau? Giờ thì tốt rồi, muội cứu hắn, huynh cũng không còn mạng. Hỏng rồi, hỏng rồi. Không được, huynh phải chạy trước. Huynh có thể chạy thoát sao? Vậy phải làm thế nào? Đừng nôn nóng, chúng ta nghĩ cách xem sao. Phải, mình không thể đi. Mình không thể để Thanh Hà sống một mình. Vì cô ấy, mình có xá gì? Cho ta phòng tốt nhất, món ăn ngon nhất. Bổn tiểu thư đói rồi. Nhà giàu đúng là phóng khoáng. Cái gì? Ý ta là phòng của bổn tiệm rất sạch sẽ. Phòng ở trên lầu, tiểu thư cần gì cứ nói với ta. Lát nữa sẽ bưng thức ăn lên lầu cho tiểu thư. Nào mời bên này. Nào mời tiểu thư. Huynh tên gì? Ta tên Lâm Hổ. Còn muội? Muội nói huynh biết, huynh có đuổi theo muội không? Có chứ. Muội đừng chạy. Huynh gọi món gì? Một chén cơm, một đĩa thịt bò, một đĩa rau xào, không cho hành tỏi. Được. Phần cô nương, mau về với chúng thuộc hạ. Các ngươi, ta nói cho huynh nghe, cái tên ăn mặc giống như con cá trạch đó. Ở trên lầu đấy. Nhìn cái gì? Con cá trạch đó ra ngoài rồi. Đi nhanh lắm. Lâu chưa? Được một lát rồi. Người cứ làm việc đi. Vâng. Ôi trời ơi, xảy ra án mạng rồi. Cô nương.
Ôi, lại còn là một mỹ nhân. Đa tạ công tử cứu mạng. Hả? Không cần khách sáo. Cô nương đắc tội với ai sao? Không giấu gì công tử, thật ra là ta bị ép hôn nên mới chạy trốn đến đây. Những tên sát thủ này là người của nhà trai phái đến đưa ta về. Ép hôn đến bước này, nhà bên ấy là người như thế nào? Là một nhà có bề thế. Thật là chẳng ra gì. Một cô nương tốt như cô, sao bọn họ không biết thương hoa tiếc ngọc gì vậy? Cô nương trốn ở đây cũng không phải cách. Bây giờ ta cũng không biết phải làm thế nào. Ta ghét nhất là sát thủ. Đúng vậy. Trong thời gian 2 ngày, ta sẽ không giết ngươi. 2 ngày sau, theo số mệnh đã an bài cho ngươi, ta cũng cực kỳ ghét sát thủ. Công tử, cái này... Cô nương đừng lo, ta quen với quán này, ta xử lý giúp cô. Đa tạ công tử. Không có gì. Cô nương trốn ở đây cũng không phải cách. Bọn họ chắc chắn sẽ tìm thấy cô. Bây giờ tôi cũng không biết phải làm thế nào. Tôi ghét nhất là sát thủ. Công tử nói xem, tại sao bọn họ lại phải tàn sát vô số những người không liên quan chứ? Mời khách khoan dùng. Không sao chứ? Nói chuyện với huynh đấy, để ta xem thử. Mau dìu huynh ấy vào phòng đi. Được. Huynh tỉnh rồi, cảm thấy thế nào? Là cô nương đã cứu ta sao? Tất nhiên rồi, không phải ta thì còn ai chứ? Đa tạ. Đa tạ là xong à? Để cứu huynh mà ngay cả cơm ta cũng không ăn. Huynh phải mời ta một bữa cơm đấy. Được. Ta nghe nói đối diện có một quán ăn ngon lắm. Hay là chúng ta qua đó ăn đi. Cô nương đi trước đi, ta sẽ ra ngay. Được. Ta biết ngươi lợi hại, võ công cao cường, nhưng ta còn lợi hại hơn. Ta thông minh hơn ngươi. Nếu ta không giết ngươi thì ngươi sẽ giết ta. Không còn cách nào khác, chúng ta là bị ép thôi. Nếu ngươi nghĩ làm thế này có thể giết được ta, thì ngươi ngây thơ quá rồi. Ngươi sẽ không giết ta chứ? Đây mới là ngày thứ nhất. Ngươi là người biết giữ chữ tín mà. Ta không rảnh rỗi nói nhảm với ngươi.
Thất bại rồi, chỉ trong chớp mắt mình đã bị làm nhụt chí. Thế này thì tàn rồi. Khách quan, ngài đang tìm một vị cô nương phải không? Cô nương ấy đâu? Cô ấy đợi ngài cả buổi mà vẫn chưa đến, nên đã đi rồi. Huynh tìm cô nương lúc nãy đúng không? Ta nói huynh nghe, nếu huynh muốn tìm cô nương lúc nãy, thì cô nương ấy đi lên núi rồi. Đa tạ. Huynh nhìn đủ chưa? Dường như huynh đúng là kỳ lạ thật. Cho huynh cơ hội mời ta ăn cơm mà huynh không đến, giờ lại chạy đến nhìn trộm người ta tắm. Ta có chút hối hận vì lúc đầu đã cứu huynh. Huynh muốn làm gì? Cẩn thận. Ngồi im. Người nghe ta giải thích đi. Suýt chút nữa người đã hại chết cô nương đó. Ta sai rồi. Ta biết ta đáng chết. Nhưng người đã hứa với ta. Nếu hôm nay người giết ta rồi, không ai biết người thất hứa. Nhưng mà người tự biết. Người biết mà. Người nghĩ giết người dễ vậy sao? Người mau chạy đi. Có lẽ còn sống thêm mấy ngày nữa. Đợi đã. Sống đủ rồi à? Nếu ngươi là ta, ngươi sẽ giết người như thế nào? Ngươi muốn ta nói với ngươi, ngươi giết ta như thế nào ư? Ngươi sợ rồi phải không? Sợ ta biết rồi thì ta sẽ giết ngươi. Ngươi đang lãng phí thời gian đấy. Ta không có gọi rượu. Rượu này là vị cô nương ngồi bên đó mời huynh thưởng thức. Bảo cô ấy qua đây. Cái này tôi đi ngay. Đi ngay. Vị huynh đài kia mời cô nương qua. Là muốn ta cảm ơn huynh đã cứu ta phải không? Được, ta kính huynh một ly. Huynh thật quá đáng. Nữ nhân chính là nhược điểm của ngươi. Đáng tiếc. Bây giờ ngươi không còn cơ hội để thay đổi nữa. Vì một lát nữa thôi, chất độc sẽ phát tán khắp người của ngươi. Theo nguyên tắc của ta, trong rượu có độc không thể giải được, thì ta sẽ không uống.
Nhưng ngươi đã dọa cô nương ấy chạy mất rồi, chẳng phải sao? Dù sao đi nữa cô ấy cũng không thích sát thủ. Nếu ta có cách để cô nương ấy thích sát thủ thì sao? Thì ta có thể suy nghĩ lại, để cho ngươi sống thêm vài ngày nữa. Thẩm cô nương, Thẩm cô nương, đã khuya thế này rồi sao cô còn ngồi đây uống rượu một mình? Ta ngủ không được nên uống chút trà. Đêm dài đằng đẵng, không có tâm trạng chợp mắt. Thật ra ta là một sát thủ. Ta biết. Sao cô nương biết? Công tử nghĩ đi. Nếu huynh không phải là sát thủ, thì sao ngày hôm đó huynh có thể đối phó dễ dàng với mấy tên sát thủ kia chứ? Nói có lý đấy. Ta cứ tưởng mình che giấu rất giỏi chứ. Phải rồi. Dù sao bây giờ cũng rảnh, hay là huynh kể cho ta nghe chuyện về sát thủ đi. Sát thủ à? Sát thủ vô tình. Vậy ta kể cho cô nghe nhé. Vâng. Năm đó, là vậy đấy. Muốn biết kết thúc thế nào, mời cô nương hạ hồi phân giải. Kể chuyện này rồi, huynh kể thêm một câu chuyện nữa đi. Thẩm cô nương, trời cũng đã khuya rồi, hôm khác chúng ta lại nói. Ta đưa cô nương về phòng nghỉ ngơi. Cũng được. Mời. Mời. Dù sao bây giờ ngươi cũng đang rảnh, ngươi kể ta nghe chuyện ngươi làm sát thủ đi. Ngươi rảnh rỗi quá đấy. Nhưng Thẩm cô nương muốn biết, nếu ngươi không kể ta nghe, làm sao ta giúp ngươi đây? Này, nếu giết người bằng cách đánh bất ngờ, thì cách nào hiệu quả nhất? Sát thủ thông thường thường sẽ mai phục ở nơi có phòng vệ lỏng lẻo nhất, thường là phòng ngủ. Nếu tìm thêm mấy tay trợ thủ thì phần thắng sẽ lớn hơn. Hóa ra là như vậy. Nhưng đó là sát thủ thông thường, ta không cần làm vậy. Quý trọng thời gian còn lại của ngươi đi. Dạo này làm ăn thế nào? Cũng được. Thế thì tốt. Đúng vậy Mã lão gia. Mã đại ca, sao huynh lại ở đây? Tiện thể ghé ngang. Cô nương đi đâu đấy? Đến đây cũng đã lâu mà chưa ra ngoài đi dạo. Hôm nay đúng lúc rảnh rỗi nên muốn ra ngoài đi dạo. Ta đi với cô nhớ. Huynh rất rành nơi này đúng không? Sống ở đây một thời gian nên ta cũng khá rành. Thế thì hay quá, đi thôi. Mời. Cô nương thích mua sắm không? Cũng thích mua sắm. Ồ vậy à. Thì ra cô nương cũng thích mua sắm. Sao thế? Trông mặt muội buồn vậy. Huynh đi đâu đấy? Làm gì có đi đâu, huynh chỉ tiện ghé ngang thôi. Không phải đi một mình sao? Phong cảnh hữu tình, gia nhân bên cạnh. Chả trách Châu lão gia tâm trạng tốt như vậy.
Muội nghe huynh giải thích đi. Được, huynh giải thích đi, muội nghe đây. Huynh tiếp xúc với cô nương ấy là vì bảo vệ tính mạng. Huynh bớt nói chuyện với muội kiểu đó đi. Người muốn giết huynh là Lâm Hổ, có liên quan gì đến cô nương đó chứ? Thật sao? Thật đấy, huynh xin thề. Được, muội tin huynh lần này. Này vị huynh đài đẹp trai, ta không đói. Sao huynh nhạy cảm chuyện ăn cơm vậy? Ta còn chưa hỏi chuyện ăn hành tỏi hay không mà. Ta nói huynh nghe, vừa nãy có người cầm tranh đến tìm người đấy. Người trong tranh là Thẩm cô nương. Trên cổ của người cầm bức tranh có xăm hình một con husky. Là hình gì? Không phải trâu, không phải samoy, mà là husky. Huynh khẳng định không phải là giống chó nhà. Sao có thể thế được? Chó nhà ta nhìn qua thấy rồi. Có phải là xăm hình đầu chó sói không? Chó sói là xăm hình đầu chó sói. Huynh chắc chứ? Hoàn toàn chắc chắn. Ông chủ, xem cái này đi. Huynh làm gì vậy? Mau đi theo ta. Huynh làm gì vậy? Buông ta ra, đừng nói nữa. Rốt cuộc huynh muốn làm gì? Rốt cuộc cô nương đã đắc tội với ai? Tại sao lại đến đây? Hình như chuyện này không liên quan đến huynh. Hai vị mời dùng. Hiện giờ cô đang gặp nguy hiểm, có người muốn giết cô. Là người của vương phủ. Sao mà huynh biết? Cô kể rõ đầu đuôi chuyện này thế nào? Ông nội ta là ngự y trong cung. Cha ta không chịu vào cung. Thế là mở một y quán ở Giang Nam. Lát nữa cứ bốc thuốc theo đơn này. Thẩm đại phu, tiền thuốc này không cần đâu, nhưng thằng nhỏ cơ thể suy yếu, bồi bổ cho nó. Thẩm đại phu, như vậy không được đâu. Cứ cầm đi, mua đồ ăn cho nó. Thẩm gia với nghề trung y ở Giang Nam. Làm sao huynh biết? Cô nương kể tiếp đi. Mặc dù cha ta không phải ngự y, nhưng cũng thường có những người trong cung đến tìm ông ấy bắt mạch. Cách đây không lâu, có một vương gia nhìn thấy ta, muốn nạp ta làm thiếp. Dĩ nhiên là ta không đi theo. Cha mẹ ta cũng lo ta sẽ phải chịu khổ. Vậy là ta một thân một mình chạy đến đây. Thẩm lão gia vẫn khỏe chứ? Huynh quen cha ta à? Hiện giờ tại hạ có chút chuyện, nhưng tại hạ có thể giúp cô. Ai cần huynh giúp chứ? Cô nương ở đây, đợi ta trở về, không được đi đâu hết. Bốn vị đều là cao thủ, nhưng tại sao các vị lại đến Vân Lĩnh? Không cần tại hạ nói, trong lòng các vị cũng rõ. Các vị tưởng rằng trốn ở Vân Lĩnh thì có thể mọi chuyện đều thuận lợi à? Đúng vậy, sau khi đến trốn ở Vân Lĩnh, người bình thường không thể làm gì các vị. Nhưng bây giờ người muốn giết các vị, hắn không phải người bình thường. Hắn là đệ nhất cao thủ giang hồ, Lâm Hổ. Làm sao bọn ta biết hắn có phải là đến giết bọn ta hay không? Các vị có thể núp trong tối, đợi sau khi chắc chắn rồi hãng ra. Nếu các vị có thể giết chết Lâm Hổ, tại hạ sẽ cho mỗi người 3.000 lượng. Hy vọng các vị sẽ không sẩy tay. Ngươi tránh ra, ta đang có chuyện gấp. Ngươi không sợ người ngươi muốn giết sẽ liên kết lại đối phó ngươi sao? Người ta muốn giết, ngay lúc ta muốn giết hắn thì hắn đã chết rồi. Thì ra đệ nhất sát thủ giang hồ lại là một người ngạo mạn. Không muốn chết thì tránh ra. Ta biết ngươi rất lợi hại. Có điều, mỗi người đến Vân Lĩnh đều không phải là hạng tầm thường đâu. Đây là chuyện giữa ta và hắn, không liên quan đến các ngươi. Biến đi.
Ta nói cho ngươi biết, đây là cơ hội cuối cùng của ngươi. Thời gian của ngươi không còn nhiều nữa đâu. Bác Hiên, huynh nên đi đi. Các vị quan khách xin mời dùng. Người đâu? Bị hai người khác dẫn đi rồi. Đi, buông ta ra. Đi nhanh lên, buông ta ra. Đi, buông ta ra. Nhanh lên. Ta sẽ không theo các ngươi về đâu. Vương gia có lệnh, một là về, hai là chết. Vậy các ngươi mau giết ta đi. Huynh mau chạy đi, ta không cần huynh giúp ta. Bớt nhiều chuyện đi, lần trước tha cho ngươi, lần này ta sẽ không khách sáo đâu. Câu này đáng lẽ ta nói mới phải. Lẽ nào lần trước bọn họ dùng thuốc mê khiến cô bất tỉnh, ta đã giết một tên, tên còn lại chạy thoát. Ta cứ tưởng là Châu Nhị. Không sao, là ai không quan trọng. Huynh đang đợi ta cảm ơn huynh sao? Lại nữa rồi à? Ta không biết hai chúng ta ai nên cảm ơn ai nữa. Muội thật sự không nhớ ta sao? Huynh là... Hồi nhỏ, ta cũng ở Giang Nam. Lúc đó trong thành, có một gia đình trung y họ Thẩm, là một vị đại bá vô cùng nhân từ. Ông ấy có một cô con gái cũng chạc tuổi ta. Hồi nhỏ nhà ta nghèo, ta thì lại yếu ớt. Mẹ thường đưa ta đến Thẩm gia khám bệnh bốc thuốc. Thẩm đại bá chưa bao giờ lấy tiền thuốc. Huynh là Lâm Hồ. Không ngờ muội vẫn còn nhớ ta. Nhưng sao huynh lại đi làm sát thủ? Thân bất do kỷ. Được rồi, vậy huynh nghỉ ngơi đi. Muội đi trước đây. Đợi đã, chúng ta vẫn có thể ăn một bữa cơm với nhau phải không? Hôm nay mệt rồi, ngày mai nhé. Huynh nhớ chăm sóc bản thân cho tốt. Lẽ nào không còn cách nào khác sao? Hết cách rồi. Huynh nhớ muội thì phải làm thế nào? Đi thôi. Thanh Hà, được rồi. Trên thực tế thì đây chỉ mới là bắt đầu câu chuyện. Vương gia có lệnh mời, tìm các hạ đến là muốn bàn chuyện làm ăn với các hạ. Có muốn sống thêm một ngày không? Ý ngươi là gì? Nếu ngươi có thể khiến Thẩm cô nương thích ta, 5 ngày, 3 ngày, giao kèo xong. Nào cạn ly. Nữ nhân chẳng qua chính là như vậy. Huynh nói rõ ta xem nào. Cạn ly trước đi.
nữ nhân, nhất là người có học từng đọc sách giống thẩm cô nương. Huynh không thể thẳng thừng với cô nương ấy, huynh phải lãng mạn với cô ấy. Ta chưa từng đọc sách, nói nhảm. Thời gian của con người là có hạn, thời gian của huynh đều dùng để luyện võ, làm gì có thời gian đọc sách chứ. Nói có lý, nào cạn ly. Ta nói huynh nghe, ta hiểu phụ nữ, cũng giống như huynh hiểu thanh đao của huynh vậy. Đi, đi, đi. Một lần nữa nào. Quan, quan, thư, cưu. Quan, quan, cưu, cưu. Không đúng. Nhìn ta này. Thư cưu là một loại chim. Cưu cưu là cái gì chứ? Làm lại. Quan, quan, thư, cưu. Quan, quan, thư, cưu. Thư cưu. Đúng rồi. Tại Hà Chi Châu. Đang ăn cháo. Ăn cháo cái gì chứ huynh này? Ta thấy huynh rất ngốc đấy, huynh biết không? Ta thật là thất vọng về huynh quá. Ngươi không nhìn lầm chứ? Tiểu nhân dám lấy đầu ra đảm bảo, tuyệt đối không nhìn lầm. Ngươi không nhìn lầm, vậy thì là ta đã nhìn lầm hắn. Nếu bối lạc gia cho cơ hội, tiểu nhân bằng lòng. Rõ. Không được khiến ta thất vọng lần nữa. Rõ. Thẩm cô nương, huynh phải học hỏi ta. Huynh không học hỏi ta sao mà được. Huynh vào đây, ta nói cho huynh nghe. Đối với nữ nhân, trước tiên huynh phải lên giường với cô ấy. Huynh có biết không? Không lên giường thì không được đâu. Nào, đưa chân cho ta. Ngồi xuống, sau đó thì dùng một hơi. Rồi để ta vào. Hết sức nào, hết sức nào. Làm như vậy đấy, huynh biết không? Huynh đừng có ngủ chứ. Ngủ rồi thì còn làm được gì? Xem ra mình thật sự phải rời khỏi nơi này rồi. Bữa cơm này là chút thành ý. Ừ. Đúng rồi, muội hỏi huynh một câu. Tại sao huynh không ăn hành tỏi? Vì sát thủ không thể để người khác ngửi thấy mùi trên người mình. Bỏ đi, coi như muội chưa hỏi, ăn cơm thôi. Ừ. Yeah.
Muốn nói gì thì nói đi. Quan quan Chiêu Cưu tại Hà Chi Châu. Ta đọc sai rồi sao? Đáng lẽ phải là quan quan cư cư. Ai dạy cho huynh thế? Cái này là Châu Nhị dạy. Huynh giống như lúc nhỏ vậy. Ăn cơm đi. Có từng nhìn thấy người này không? Có nhìn thấy. Nghĩ cho kỹ là từng nhìn thấy ở đâu. Nói mau. Cô nương ấy ngày nào cũng tắm ở bụi cây đằng đó. Cởi sạch. Người hiểu chứ? Đi. Quay về. Về Vân Lĩnh. Không hay rồi Lâm Hổ, Thẩm cô nương. Huynh quay về tìm cái chết sao? Có người muốn kiếm chuyện với Thẩm cô nương. Mau chạy thôi. Nhanh lên, chạy mau. Chẳng phải người nói với bọn ta cô nương ấy đang tắm sao? Ta đã gặp người rồi. Người là Lâm Hổ đúng không? Biết rồi còn không cút mau. Giao cô nương này cho ta. Ta sẽ thả bằng hữu của ngươi. Hắn không phải bằng hữu của ta. Lâm Hổ, huynh tệ bạc như vậy à? Ta đều là vì huynh. Bớt nói nhảm đi, xông lên. Không được qua đây. Thả huynh ấy ra. Nói người đấy, thả huynh ấy ra. Huynh không sao chứ? Xin lỗi, đều tại ta mang phiền phức đến cho mọi người. Đừng nói như vậy. Ta tính ngày mai sẽ dẫn Thẩm Dung rời khỏi đây. Vậy đi đâu? Đi đâu thì chưa biết. Nhưng chắc chắn phải giết huynh trước. Đây là vụ làm ăn cuối cùng của ta. Đi! Nhanh lên! Nhanh lên! Nhanh lên, ta cho ngươi thêm 100 lượng. Nhanh lên, nhanh lên. Đuổi theo chiếc xe ngựa đó. Nhanh lên, đi, đứng lại. Đứng lại. Hy vọng huynh vẫn ổn, Châu tiên sinh. Còn không mau xuống xe. Ta đầu hàng, ta đầu hàng. Ta sẽ theo các ngươi về. Tất nhiên huynh phải theo bọn ta về. Huynh gây ra cho Bối Lạc Gia chuyện lớn như vậy. Huynh không thấy có lỗi với Bối Lạc Gia năm đó đã cứu cái mạng chó của huynh sao? Có điều lần này người bọn ta đến truy bắt không chỉ là một mình huynh, mà còn có tên sát thủ giết huynh. Bọn ta cũng đều phải dẫn về. Thế thì tốt quá. Cười cái gì? Hắn hại ta thảm như vậy. Ta đã dùng đủ mọi cách cũng không thể thoát khỏi hắn. Bây giờ ta sẽ dẫn các ngươi đến bắt hắn. Các ngươi phải giết hắn.
Ta nói cho huynh biết, đừng hòng giở trò trước mặt ta. Ta rơi vào tay các người, ta chết chắc rồi. Ta chết rồi, ta chắc chắn không thể để hắn sống. Được. Nếu huynh có thể giúp bọn ta bắt được hắn, ta có thể nói giúp huynh trước mặt của Bối Lạc Gia. Giao kèo thành công. Châu tiên sinh, huynh dẫn bọn ta đến đây làm gì? Hắn lợi hại như vậy, ta nghĩ các người chắc chắn rất rõ điều này. Không thể dùng sức thì dùng trí. Ở đây hắn có quen với một vị cô nương, chiều nào bọn họ cũng tắm ở đây, chính là nơi này. Đến lúc đó, nhân lúc bọn họ đang tắm, các ngươi liền... Không hổ danh là tú tài, lại còn có trò này. Đại ca, đệ đói bụng quá, hay là đệ tìm chút gì ăn nhé? Không được. Huynh mặt to tròn, ở Vân Lĩnh này chẳng bao nhiêu người. Nếu đột nhiên xuất hiện một gã mặt to tròn, nhất định sẽ bứt dây động rừng. Hay là để ta đi thì hơn. Châu tiên sinh, chiều này huynh dùng để lừa nữ nhi thì được, chứ lừa bọn ta thì không có hiệu quả đâu. Huynh tưởng bọn ta sẽ thả huynh để về thông báo tin tức sao? Sao huynh có thể nói vậy? Ta toàn là nghĩ cho các người. Nếu thực sự không được thì để lão nhị đi với ta. Lão nhị trông mặt mày lương thiện, lỡ có người hỏi thì ta nói là đệ đệ của ta. Được. Đệ đi cùng hắn đi. Đừng có gây thêm rắc rối đấy. Đệ biết rồi đại ca. Đi thôi. Nhanh lên. Đi mau. Chính là chỗ này. Đi. Châu lão gia đến rồi. Vị này là đệ đệ của ta đấy. Mau làm món ngon đưa lên đây. Đến đây. Châu lão gia, mời ngài dùng bữa. Đứng lại. Sao thế Châu lão gia? Ta không ăn hành tỏi, ngươi không biết sao? Từ lúc nào mà huynh không ăn hành tỏi thế? Từ lúc đến đây thì ta không ăn nó nữa. Miền Nam ăn cay. Tôi nhớ là một vị bằng hữu của ngài. Bằng hữu nào? Mau kêu chủ quán ra đây. Châu lão gia, chẳng phải chủ quán của chúng tôi là... Đừng nói linh tinh nữa. Kêu chủ quán ra đây, nhanh lên. Vâng. Châu lão gia, mấy ngày không gặp, huynh nóng nảy hơn hẳn đấy. Huynh không ăn thì ta ăn. Chúng ta ăn mau rồi về. Đại ca bọn ta vẫn chưa ăn gì hết. Hai vị, thực sự xin lỗi. Chuyện gì thế này? Ta ăn ở đây đâu phải ngày một ngày hai. Sao lại đối đãi như vậy? Cô nương làm vậy là sao? Sau này còn làm ăn gì nữa? Thật là... Bà chủ, không sao. Thế này đi. Bữa cơm này, bọn ta không ăn nữa. Cô gói lại một ít đồ, bọn ta mang về. Vẫn là vị khách quan đây thấu tình đạt lý. Ta kính ngài một ly. Bữa cơm này ta mời. Cái này ta xin uống trước. Bà chủ, cô làm ăn như vậy thật là không được. Hôm nay nếu không phải đệ đệ của ta, ta nói cô biết, ta không tha các người đâu. Ta nói thật đấy. Có thể làm ăn buôn bán vậy sao? Kinh doanh như cô mà được à? Đệ đệ, rượu này của cô không ổn rồi, mới uống một ngụm đã say rồi. Đệ, muội trông chừng hắn, huynh đi tìm Lâm Hổ. Tiểu nhị,
Vị khách quan này uống say rồi, dìu người ta lên phòng nghỉ đi. Vâng. Không đúng. Sao thế đại ca? Đi thôi. Con ngựa này chạy rất khỏe. Cậu muốn đến đâu cũng không thành vấn đề. Một ngày bao nhiêu? Một ngày 3 lượng bạc. Lâm Hổ, Lâm Hổ, sao huynh lại quay về? Thẩm cô nương đâu? Ở trong khách điếm. Tam huynh đệ đến rồi. Không chỉ muốn giết ta mà còn giết huynh. Ta đã cầm chân lão nhị. Huynh mau dẫn thẩm cô nương chạy đi. Thẩm cô nương bị bắt đi rồi. Ta đã bảo thường hữu chạy theo, dọc đường sẽ làm ký hiệu. Huynh mau đi cứu cô ấy đi. Đa tạ. Ta đi với huynh. Không phải chuyện của huynh. Huynh đi đi. Ta giết 3 người họ rồi sẽ giết huynh đấy. Huynh trốn đi. Lát nữa muội dẫn tên đang ở trên lầu theo, giúp Lâm Hổ trao đổi hắn với thẩm cô nương. Như vậy bọn họ vừa không bắt được huynh, cũng không bắt được Lâm Hổ. Được. Bà chủ, bà chủ. Không xong rồi, không xong rồi. Không thấy tên đó nữa. Đi. Buông ta ra. Buông ta ra. Nghiêm túc đi. Lại bị Châu Nhị lừa. Nhị ca đừng giận. Nghe Châu Nhị nói ngày nào cô nương này cũng đến đây tắm với Lâm Hổ. Chúng ta có thể vừa để cô nương ấy tắm vừa đợi Lâm Hổ. Bị ổi vô liêm sỉ. Dừng tay lại. Thả cô ấy ra. Quả nhiên là Lâm Hổ đến cũng nhanh thật đấy. Nếu hôm nay các ngươi dám động đến cô ấy, 3 người các ngươi đều phải chết ở đây. Khoan đã, đây là cách vạn bất đắc dĩ mới dùng. Các ngươi có thể bắt Châu Nhị rồi trao đổi với cô nương này. Châu Nhị đã đi rồi. Không sao, bọn ta có thể đợi ngươi bắt hắn về. Huynh đừng nghe lời họ. Nếu ta không đồng ý thì sao? Vậy thì chẳng còn gì để nói nữa. Đợi đã. Bác Hiên. Châu tiên sinh, ta thấy huynh đã thay đổi rồi. Thả cô nương ấy ra. Ta theo các ngươi về. Huynh nói cái gì vậy? Đợi đã. Đây là chuyện giữa ta và họ. Mạng của huynh là do ta quyết. Thật ra đáng lẽ ta chết từ lâu rồi. Huynh nói là có ý gì? Ban đầu người cứu huynh trong rừng không phải ta, mà là Thanh Hà. Châu Bác Hiên. Châu Bác Hiên. Châu Bác Hiên. Thật không ngờ huynh vẫn còn tố chất nam tử hán. Lâm Hổ, sau này sẽ có ngày gặp lại. Đi, đi. Đi mau. Châu lão gia, sao huynh lại khổ sở như vậy? Ta cũng không biết. Huynh không sợ sao? Không sợ. Vậy huynh nghĩ bọn ta sợ Lâm Hổ sao? Đương nhiên. Châu lão gia, huynh lầm rồi. Bây giờ bọn ta không sợ Lâm Hổ, bởi vì ta đang trong tay các ngươi. Tất nhiên là không phải. Bởi vì bọn ta có cái này. Đi. Xuống xe. Lâm Hổ, ngươi là có ý gì? Tất nhiên là giết các ngươi. Yeah!
ca. Ngươi là lão đại, ngươi chết trước. Thanh Hà, hai ngươi là ai? Ngươi tưởng vân lĩnh chỗ ta muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao? Thanh Hà, cẩn thận. Đánh đi. Bác Hiên, không sao chứ? Tình trạng tử thi rất kỳ lạ, không ngờ ngay cả huyệt vị cũng thay đổi. Huyệt vị sao có thể thay đổi? Muội nghĩ chắc là vấn đề ở chỗ lọ thuốc. Đáng tiếc lọ thuốc đó hiện giờ đã hết. Không sao, lát nữa ta sẽ kiểm tra kỹ lại, chắc là có thể biết được bí mật trong lọ thuốc đó. Châu Nhị, ta muốn hỏi huynh một câu. Huynh hỏi đi. Tại sao huynh không bỏ chạy? Không biết nữa. Có lẽ ta cảm thấy cho dù chạy đến đâu cũng không thể thoát được khỏi lòng bàn tay huynh. Lâm Hổ, Châu Nhị giúp chúng ta nhiều lần như vậy, huynh vẫn muốn giết huynh ấy sao? Phải. Có điều, ta có thể suy nghĩ để huynh sống thêm một thời gian nữa. Bao lâu? Mười năm, thấy thế nào? Nhất trí. Cạn ly.